Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái cây rất chi là khác biệt luôn. Đó, anh em có thấy không? Cái cây bự bự đó đó. Nó cây bự bự đó là cây gì? Thì anh em cứ theo chân tôi và cho anh em xem cái cây bự bự đó. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ đi thôi. Đây, qua tới bờ bên đây. Thì đây có cầu để qua cái con này và lên trên cây dừa. Đó, ôi lọc, tôi chưa nói gì hết luôn à. Đã nói cây dừa rồi. Thì cái cây dừa này đó rất chỉ là to luôn anh em. Đây, đây là cây dừa bé nè. Đây tôi sẽ cho anh em xem dạo vài vòng để coi thử cây dừa bé này ra sao nha. Đó, cây dừa bé nhưng cái tàu dừa nó khá là dài. Đây có một cây nữa nè anh em. Đây. Đó, anh em có thấy không? Và ở phía bên đây cũng có hai cây nữa nè. Thấy không? Rồi, ok. Đó thì tôi sẽ vô cái móng mái của đứa và tôi sẽ cho anh em xem. Ở đây là có hai cây dừa trồng đôi với nhau. Đó anh em thấy không? Hai cây dừa trồng đôi bự cùng nhau, lớn cùng nhau và chết thì nở cũng chết cùng nhau. Ok không? Và ở đây cũng có nữa nè. Đó, cũng hai cây dừa và một cây dừa nhỏ. Một cây dừa nhỏ. Đó. Và một cây dừa lớn. Đây, lớn hơn xíu. Còn bên đây là hai cây dừa ngang bằng nhau nha anh em. Đó, rất chi là bằng luôn, quá cho bằng luôn. Rồi. Ok thì qua tới bờ bên đây thì là hai cây dừa. Rồi, ok. Đó thì hai cây dừa này nó chưa có trái anh em, sẽ cho anh em xem cận cảnh. Thì hai cây dừa này nó ra làm sao? Vậy đây, tôi cho anh em xem. Đây, cây dừa này nó bị chặt mấy nhánh này nè anh em. Đó. Thì nói chung là giờ chưa có trái đâu, tầm khoảng là 1-2 năm nữa thì nó sẽ ra trái. Còn bên đây thì nó ra cái bông rồi nè anh em. Bên đây nó chưa có cái gì hết để phát triển trái. Còn bên đây nè, em thấy nhánh không? Đó, có trái nhỏ đó anh em. Thì từ từ nó mới bự. Đó, thì cây dừa này cũng, hai cây này cũng ngang nhau. Nói chung là ngang nhau, ngang bằng luôn mà, chưa có gì chân á. Rồi, ok, nói chung là khá là đơn giản với hai cây dừa này. Ok, đấy, thì anh em thấy hai cây dừa không? Đó, rất chi là mát luôn, đứng trong đó là rất mát luôn. Đi gan là hai cái cung thành vậy. Rồi, ok. Hút đâu rồi? Lộn nó làm biến rồi. Rồi, ok, và phía bên đây cũng có một cây dừa. Và cây dừa bên đó là khá là to luôn anh em. Anh em, tôi sẽ cho anh em xem cận cảnh nè. Đi đi. Đó, thì đây là cái đấy, cái gốc dừa, cái rễ dừa anh em. Đó, cái rễ dừa lên thăng tới trên đó luôn. Đó, cái dừa này dừa ông nội nghe anh em. Nó khác xưa với hai ba cây dừa lùng. Dừa này là dừa ông nội. Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh chưa? Còn ngoài đó là cánh đồng. Tôi sẽ lia một vòng cho anh em xem. Lên đây thấy không anh em, thấy không, trình độ đẳng cấp quay của tôi chưa? Rồi, bên đây tôi sẽ đi lại đây, tôi sẽ cho anh em biết là cái cây dừa. Đây, đây là cái dừa con, thì tầm khoảng 2-3 năm nữa thì nó mới bự ra nha, bự và có trái luôn chứ trong năm nào chắc không đâu. Đó, anh em thấy không, mấy cái nhánh này nó bị khô hết rồi. Còn bờ bên đây thì là cây dừa khá là bự mà nó cũng giống như cây dừa bên kia đó. Còn hai cây dừa đằng đó thì một cây thì có trái con, một cây thì không có trái. Không có trái nữa à. Ơi kia cũng vậy, chỉ có mấy cái đồ bao lớn mà không có trái đó. Ok đó, nói chung là mình chủ yếu là cây dừa đây nè, cây dừa bự này là có trái rồi nè anh em. Tôi sẽ cho anh em xem cận cảnh cây dừa bự này luôn nha. Ok, vào đây. Đó, ai trái không? Rồi, ok, và clip review cây dừa đến đây của mình xin được kết thúc tại đây. Và hẹn anh em vào một cái clip sau nhé. Ok, và bye bye anh em luôn. Ok luôn.